chiêu trò lừa đảo khóa thuê bao điện thoại. Làm gì để không mắc bẫy? Người dân cần nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo đe dọa khóa thuê bao điện thoại. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lừa đảo khóa thuê bao điện thoại. Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, ghi nhận từ các hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác do đơn vị quản lý cho thấy, gần đây hàng loạt người dùng điện thoại di động phản ánh rằng họ liên tục nhận được cuộc gọi đe dọa sẽ khóa thuê bao điện thoại. Trước tiên, các đối tượng liên tục thực hiện cuộc gọi thông báo tới số máy bản thân người dùng rằng họ sẽ bị cắt dịch vụ sau 1 hoặc 2 giờ và để giải quyết, họ cần liên hệ tới số điện thoại tổng đài do đối tượng cung cấp. Trường hợp người dùng gọi lại số tổng đài, phía đầu dây bên kia sẽ yêu cầu người dùng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để được hỗ trợ kỹ thuật. Khi đã nắm được thông tin cá nhân của người dùng, ngay lập tức các đối tượng hướng dẫn làm các bước tiếp theo như thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ thông tin điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi. Sau khi chiếm quyền nhận cuộc gọi, đối tượng lừa đảo sẽ đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội của người dùng và khai báo quên mật khẩu đăng nhập, chọn tính năng nhận cuộc gọi thông báo mã OTP. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử. Làm sao để không mắc bẫy? Trước tình trạng các hình thức lừa đảo gia tăng, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của các cuộc gọi. Trung tâm cũng khuyến nghị khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng, tức là các tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi và phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý. Bên cạnh đó, người dân cần cung cấp bằng chứng tới cơ quan công an gần nhất để đề nghị xử lý vi phạm theo pháp luật. Các chiêu trò lừa đảo đang diễn ra hết sức phổ biến nhưng rất tinh vi và khó lường. Người dân cần hết sức tỉnh táo và bình tĩnh trước mọi cuộc gọi lạ. Đồng thời, hãy đến cơ quan công an gần nhất để khai báo tình hình.